Nhân dịp lễ Thiên Chúa Giáng sinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đến thăm và chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Đà Nẵng. Cùng đi có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh, Trưởng ban Nhân vận Thành ủy Lê Văn Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng gửi đến Ngài Tổng Giám mục, Phó Tổng Giáo phận Huế kiêm Giám quản Tông tòa Giáo phận Đà Nẵng Đặng Đức Ngân, Quý Linh Mục cùng toàn thể đồng bào giáo dân Công giáo thành phố lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, một mùa Giáng sinh vui tươi, hạnh phúc, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Bí thư Thành ủy cho biết năm qua là một năm đầy ý nghĩa của đồng bào giáo dân cả nước nói chung và đồng bào Công giáo Đà Nẵng nói riêng, với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của giáo hội. Đặc biệt, chuyến viếng thăm Tòa Thánh Vatican của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và hai bên đã cùng chính thức công bố thông qua quy chế hoạt động của đại diện thường trú và văn phòng đại diện thường trú Tòa Thánh tại Việt Nam là một bước tiến hết sức quan trọng và tích cực. Và đặc biệt hơn, ngày 21 tháng 9 năm nay, Giáo hoàng đã bổ nhiệm Giám mục Đặng Đức Ngân làm Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Huế kiêm Giám quản Tông tòa Giáo phận Đà Nẵng. Đây là sự kiện quan trọng, là niềm vui, niềm tự hào không chỉ của đồng bào giáo dân thành phố mà còn là niềm vui của cả giáo tỉnh Huế. Năm vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã chủ trì phối hợp tổ chức thành công liên hoan văn nghệ các tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn thành phố, đã thể hiện tinh thần đoàn kết gắn bó giữa các tổ chức tôn giáo nói chung và đồng bào Công giáo nói riêng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tin tưởng các vị chức sắc, tu sĩ và toàn thể đồng bào Công giáo thành phố sẽ luôn phát huy truyền thống kính Chúa, yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, đoàn kết cùng nhân dân thành phố vượt qua mọi trở ngại khó khăn, chung sức chung lòng xây dựng quê hương Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.